Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quản lý nhà nước ôm đờm và chồng chéo nhưng không hiệu quả. Ngày 13 tháng 10, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận, nghìn mắt nghìn tay của blogger Nguyễn Nhân, tác giả cho biết cuối tháng 8 năm 2024, Thành ủy Hà Nội ban hành một chỉ thị rất cảm động lòng người. Nội dung là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tình hình mới ở đây được giải thích là tuy trong nhiều năm qua, các cấp đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp cấp bách, nhưng vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên hệ quả là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Hình ảnh bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân trên AFA. Nhưng tác giả đánh giá, theo quy định của pháp luật, chính phủ từ lâu đã có hẳn một bộ máy quản lý an toàn thực phẩm vô cùng dày đặc, theo chiều dọc lẫn chiều ngang từ trung ương đến tận cấp huyện thị nếu bộ máy quá tải hoặc gặp khó khăn trong công việc thì trách nhiệm giải quyết cao nhất chính là chính phủ chính phủ có thể thành lập thêm đơn vị thêm người thêm tiền thêm quyền để bộ máy này hoạt động hiệu quả hơn nếu họ tắc trách vi phạm tham ô thì đã có pháp luật xử lý tác giả nêu vấn đề vậy cớ gì phải có thêm một bộ máy thứ hai đồ sộ không kém là đảng chỉ để làm việc lãnh đạo chỉ đạo đốc thúc bộ máy đồ sộ thứ nhất làm việc tác giả cũng nêu một vụ việc khác đó là một ông cựu bí thư của một tỉnh cách hà nội khá nhiều km ngay ở trên mảnh đất được mang một cái tên anh hùng trong thời kháng chiến đất đồng khởi bến tre bị phát giác ăn hối lộ một cách ổn định bền vững năm sau cao hơn năm trước khiến dư luận chấn động Tác giả nhắc lại theo báo chí Việt Nam, theo đó từ năm 2018 khi ông Lê Đức Thọ còn là tổng giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Vietinbank thì công ty xuyên Việt Oil đã liên tiếp hối lộ cho ông Thọ rất nhiều tiền và nhiều hiện vật đắt tiền để được các ưu đãi trong vay vốn hay phân bổ dự án có vốn nhà nước. Tác giả cũng nhắc đến một vụ làm ăn khác vào năm 2021 khi giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại xuyên việt oil thông qua nguyễn lộc an vụ phó vụ thị trường trong nước bộ công thương nhờ cấp trên của an giúp đỡ theo cáo trạng thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đã giới thiệu cho xuyên việt oil gặp ông hoàng anh tuấn vụ phó vụ thị trường trong nước và chỉ đạo vụ này giúp đỡ cho doanh nghiệp Tác giả liệt kê các quan chức tham nhũng khác trong vụ nâng khống giá que test COVID-19 có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ Trịnh Thanh Hùng, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Trịnh, hình ảnh cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả, sinh thời, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng liên tục khẩn thiết kêu gọi trách nhiệm làm gương của đảng viên cán bộ lãnh đạo, nhưng mặc cho nhiều năm đốt lò rừng rực trong tất cả các vụ tham nhũng quy mô khủng khiếp đều có sự cấu kết chặt chẽ giữa rất nhiều ngành, nhiều cấp bậc, nhiều người. Trái lại, tác giả nhận xét, thực tế các cán bộ đảng viên lãnh đạo đã không còn có tự trọng, không còn xem hối lộ là phạm tội. Từ rất lâu rồi họ xem tham nhũng mới chính là đạo lý, là trách nhiệm, là nghĩa vụ với bản thân và gia đình nếu bị bắt đi tù thì cũng chỉ như một chuyến nghỉ dưỡng. Cuối cùng tác giả kết luận nếu cơ quan các cấp tập trung lo rửa sạch mắt mũi chân tay đừng đam mê tăng cường chỉ đạo như nghìn mắt nghìn tay thì chắc không có chuyện sợ đâu là thấy ổ ghẻ đó như chuyến bay giải cứu, vạn thịnh phát, đăng kiểm, kết test Covid-19, nhóm tướng lĩnh cảnh sát biển và bế vào tù hàng ngàn tinh hoa của đảng, trụ cột của đất nước như đã diễn ra nhiều ý kiến đóng góp để Hà Nội xứng đáng trở thành niềm tự hào của cả nước. Ngày 11 tháng 10, FA Tiếng Việt đăng bài bình luận Phải làm gì để thủ đô là niềm tự hào của đồng bào cả nước? Của tác giả Diệm Thi, tác giả cho biết nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản thủ đô Hà Nội 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2024. Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã phát biểu rằng Đảng và nhà nước mong muốn thủ đô Hà Nội tiếp tục nỗ lực hơn nữa để trở thành niềm tự hào của đồng bào và chiến sĩ cả nước như niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh bài bình luận trên AFA. Cũng theo ông Tô Lâm, chúng ta tự hào vì có Thăng Long Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, nơi hội tụ kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam tác giả dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, một giảng viên đại học chuyên ngành Đông Nam Á học và quan hệ quốc tế cho rằng: "Bây giờ nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể tự hào là chúng ta góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới bởi chiến thắng Điện Biên Phủ, bởi việc về tiếp quản thủ đô Hà Nội, mà chuyện độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trong 49 năm qua là của cả dân tộc Việt Nam." Ngày nay Hà Nội làm gì để nhân dân cả nước phải học tập, phải tự hào thì phải xem lại. Tất cả các vùng miền, các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ở Việt Nam thì trung tâm nào cũng quan trọng, trong đó hai trung tâm quan trọng nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dân số ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội, thu ngân sách tính trên bệnh viện quốc gia thì thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều việc cần phải làm để cho mười mấy triệu người dân sống và phát triển, để thành phố này tiếp tục tạo ra tiền đề cùng cả nước, vì cả nước, nhưng thành phố Hồ Chí Minh chỉ được giữ lại 21% ngân sách thu được, trong khi Hà Nội được giữ lại 32% tiền thu ngân sách, ông Phúc nói. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Phúc kết luận, tôi cho là điều đó không công bằng. Muốn cho người dân cả nước tự hào về thủ đô Hà Nội thì Hà Nội phải công bằng, người Hà Nội phải công bằng, chính quyền Hà Nội phải công bằng, trong việc phát triển đất nước phải bình đẳng tất cả các mặt, kể cả công sức đóng góp thì mới có thể tự hào và cái tự hào đó phải từ tinh thần tự giác và cảm nhận của từng người dân chứ không phải là một khẩu hiệu và nói cả nước phải tự hào. Tiếp tục với các ý kiến bình luận về mong muốn của ông Tô Lâm rằng thủ đô hà nội phải trở thành niềm tự hào của đồng bào cả nước tác giả dẫn nhận xét của nhà báo độc lập nam việt cho rằng người cộng sản hay nói mọi thứ mơ hồ và không cụ thể như vậy nếu tô lâm nói mong người dân cả nước tự hào về thủ đô thì cần tự hào về điểm gì bởi cái gọi là thủ đô ấy cũng có quá nhiều vấn nạn như ô nhiễm ngập nước và thậm chí là những tệ nạn trong giáo dục hành chính vẫn còn xảy ra hàng ngày và người dân thủ đô là người dân nào. Tác giả cũng dẫn ý kiến của ông Trần Anh Quân, một nhà hoạt động dân chủ ở Sài Gòn, nói rằng khi ông Tô Lâm nói đảng nhà nước mong muốn thủ đô là niềm tự hào của đồng bào cả nước, cho thấy đảng Cộng sản đang ưu tiên phát triển thủ đô hơn là các vùng còn lại. Mọi nguồn lực sẽ dồn về thủ đô làm đẹp bộ mặt của nhà nước cộng sản. Trong khi đó, tác giả Lưu Ý cũng có ý kiến cho rằng để Hà Nội là niềm tự hào của người dân cả nước thì Hà Nội phải là tấm gương cho cả nước noi theo về nhiều mặt. Hà Nội không thể là niềm tự hào của cả nước khi có số cán bộ bị kỷ luật và tù tội cao nhất cả nước như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin nhiều ý kiến đóng góp để Hà Nội xứng đáng trở thành niềm tự hào của cả nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.